Hello, chào mừng tất cả anh chị đến với kênh game 5G Crypto. Và hôm nay em sẽ hướng dẫn anh chị cách nhận BNB Free, kèo cực kỳ là uy tín và ăn chắc nhá. Rồi thì lát nữa em sẽ hướng dẫn anh chị cách cụ thể sau nhá. Thì sự kiện nhận BNB này là từ chương trình kênh của em. Thì lát nữa em sẽ hướng dẫn anh chị một cách chi tiết hơn. Rồi và bây giờ em có một cái thông báo muốn thông báo tới anh chị là em xin chúc mừng tất cả anh chị, những anh chị nào mà có nhận được cái phân bổ Europe từ cái dự án của The Falanel này, thì mỗi vị là khoảng 45 đến 50 đô trên mỗi vị nhá. Anh chị sẽ nhận được 45 đến 50 đô trên mỗi vị. Thì anh chị check giùm em, thì em có để đường link trên phần mô tả video, chị check lại giùm em xem có trúng không nhá. Rồi thì ở đây là em đã được phân bổ token, nên là nhưng em cứ làm cái này cứ làm hai hai lần nhá. Thì nếu anh chị mà cứ làm nếu mà từ lúc nó list sàn nhá, nó list để đến ngày 14, là trong 14 ngày mà anh chị không cần làm thì nó sẽ mất cái đồng token này. Nếu anh chị nào mà có làm anh chị check lại vị giùm em nhá. Thì trước đây em có hướng dẫn anh chị tham gia những cái airdrop của cái dự án này rồi, đúng không? Rồi thì hiện tại là anh chị, nếu mà anh chị mà có nhận được cái cây phân bổ của token này thì anh chị nhận vào cần làm là anh chị cần làm được 50 đồng đấy. Và sau ngày 12, 13 gì đấy anh chị cần làm là anh chị sẽ nhận được thêm là hạ 50 đồng nữa, là tổng cộng là 100 đồng. Đấy, cái này là tùy theo vị nhá, có vị là nhận 40 đồng, có vị nhận 50 đồng, có vị nhận cả 100 đồng gì đó. Thì em nhận là 100 đồng, nhưng mà 100 đồng này là em chỉ cứ làm được hai lần, mỗi lần là 50 đồng. Và tương đương là giá trị hiện tại là mỗi đồng là rơi vào 0.4 đến 0.5 đô la trên mỗi đồng. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. Thế chị nào mà có tham gia thì anh chị check lại giúp em có thử xem có trúng không. Đấy. Còn nếu mà anh chị không cứ làm thì nó sẽ mất sau 14 ngày. Sau 14 ngày lít sán nhá. Rồi. Và trước khi vào hướng dẫn anh chị cách nhận BNB free thì anh chị nào mà chưa có đăng ký kênh cho em xin một like video và đăng ký kênh hộ em cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Rồi thì ở đây em có cái kênh Amin Game nhá, Amin Game Ebrot này nhá. Thì đây thì em có ghi rõ ở trong này thì anh chị cố gắng nhận vào và đọc nhá. Thì đường link kênh em có để dưới phần mô tả video, thì anh chị đọc sơ qua một phần rồi anh chị làm cho nó dễ nhá. Thì nhiệm vụ đây thì anh chị hoàn thành cho em ba cái nhiệm vụ đây đấy, thì giống như những cái bản này anh chị hoàn thành nhiệm vụ nhé. Thì anh chị hoàn thành xong anh chị chụp ảnh màn hình và comment giống như một số cái bản này đấy, anh chị phải comment nhé, comment hình ảnh này đúng không, kèm theo địa chỉ BSC của anh chị để nhận BNB nhé. Thì em sẽ trả token vào khoảng ngày 13, 14 gì đấy, em sẽ trả BNB cho anh chị đấy. Thì cái này anh chị bỏ ra một chút thời gian thôi là anh chị có thể nhận được một khoản BNB rồi nhé. Thì anh chị nào quan tâm muốn nhận BNB free nhá, kèo này là kèo em những có nghĩa là những bản nào hợp lệ thì em sẽ trả cho những bản đó nhé. Còn những bản nào mà có em cảm em thấy nhá, em phát hiện được gian lận là em sẽ không trả thôi. Còn những anh chị nào mà làm bình thường đấy, làm đúng đúng nhiệm vụ, đúng hoàn thành nó đúng cái cách đạt tiêu chuẩn thôi là anh chị sẽ nhận được là BNB thôi nhá. Rồi thì ngoài ra là đây là ba cái nhiệm vụ nhá. Đấy thì em có ghi rõ trong đây là ba cái nhiệm vụ, nhưng mà đây là ba cái dự án của IDO Wallet. Thì ba cái dự án này cùng khả năng trúng nhá, cực kỳ là cao, thì anh chị cũng nên thử vận may cho anh chị. Thì biết đâu nếu anh chị mà trúng thì anh chị có cơ hội là xx tài sản cho anh chị nhá. Thì cái dự án này thì hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ hướng dẫn anh chị hoàn thành nhiệm vụ nhá. Rồi em sẽ đọc thể trước rồi anh chị sẽ hoàn thành nhiệm vụ sau. Thì hiện tại là một dự án nó đang cho 1.000 vẹt nhá, 1.000 vẹt. Thì 1.000 vẹt này cũng khá là nhiều đấy, không phải là ít đâu, nhưng mà nó mua hơi ít, bỏ ra hơi ít đô thôi, nhưng mà nếu mà anh chị mà có trúng á thì cái số tiền nhỏ nhưng mà nó ít ít cho anh chị cực kỳ là cao nhá, anh chị yên tâm giùm em. Thì hiện tại nó sẽ cho 1.000 vé mua được một IDO thôi đấy, 1.000 vé khá là nhiều nhá anh chị. Thì anh chị chỉ khó giới thiệu cho em 5 người 10 người là anh chị có khả năng cực kỳ là cao. Thì lát nữa thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách làm sao để tuyển rep hiệu quả nhá. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn đọc thể lệ qua cho anh chị đây. Thì hiện tại là nó cho sẽ 1.000 lot sẽ được mua wallet, và một top 100 là sẽ ý của nó làm top 100 người giới thiệu hàng đầu sẽ nhận được là vòng đảm bảo luôn, cái vé đảm bảo, và 900 người này là sẽ là những người may mắn đấy. Thì những người may mắn thì nếu mà nó quay vào cái nó chọn cái ví nào thì ví đó là may mắn, là anh chị được mua idol nào, idol thôi. Thì nói chung là năm 2022 này em cũng muốn anh chị kiếm thật nhiều tiền trên thị trường crypto này, nên anh chị hãy thử vận may nhé, hãy thử vận may cho riêng mình. Thì anh chị đừng có suy nghĩ tiêu cực làm gì, anh chỉ suy nghĩ tích cực lên nhá. Thì có những bản chỉ cần giới thiệu một người hai người nhá, hoàn thành nhiệm vụ và giới thiệu một hai người là có những bản đã cũng có khả năng trúng rồi. Thì quan trọng là nếu các bản may mắn thì các bản sẽ trúng thôi đấy, còn có những người nhiều điểm thì tuyển được nhiều red thì chắc chỉ là trúng đâu.
Đây đây là cái này là quay random đấy, trúng vé nào thì vé đó trúng thôi nhá. 1.000 người cũng khá là nhiều và cái dự án này cũng khá là ít người tham gia chứ không có đông lắm đâu nhá, anh chị nên là thử vận may dùm em đấy. Rồi thì sau này mà có thông báo gì em sẽ cập nhật trong nhóm đây là anh chị hoặc là trên kênh YouTube của em, anh chị cố gắng follow sát kênh của em hoặc là follow sát kênh Telegram của em nhá. Đây thì hiện tại cái này nó còn khoảng hơn một ngày nữa nó sẽ kết thúc thì anh chị cố gắng nhá. Cố gắng thì anh chị hoàn thành thứ nhất là follow Twitter rồi tham gia những cái Telegram thì anh chị hoàn thành những cái dự án nó yêu cầu đấy nhá, hoàn thành những cái nhiệm vụ nó yêu cầu thì chắc nhiều anh chị cũng đã biết rồi đúng không, thì anh chị nó bảo như thế nào thì trong này anh chị cố gắng đọc nhá. Thì đây anh chị nhân vào theo dõi chẳng hạn như theo dõi Facebook này, theo dõi Twitter này, rồi retweet lại cái bài pin này đấy, retweet lại này, rồi tham gia kênh Telegram này, tham gia rồi địa chỉ BSC này, nó cũng khá là dễ thôi nhá. Còn đối với những người mới thì bạn nào không biết có thể là vào nhóm thì mình sẽ hỗ trợ một cách nhiệt tình hơn. Còn hầu như là trong kênh của mình hầu như là bạn nào cũng biết về cái loại này rồi đúng không? Thì bây giờ nhắm mắt cũng làm được đúng không? Cần gì phải mình phải chỉ cho lắm đúng không? Rồi. Thì ở đây là nó cũng cho khá là nhiều ấy. Đây, cây có cái giá này này. Nhá, cái IDO này nó mới kinh khủng này, nó sẽ phát đó chính là 4.600 lot. Đấy, anh chị để ý cho mình nhé, 4.600 lot. Đấy, anh chị cần giới thiệu cho em khoảng tầm 1 đến 2. Nếu mà anh chị muốn đảm bảo hơn, anh chị giới thiệu cho em khoảng 5 đến 10 người thôi là anh chị có khả năng là lọt trong cái top để mua IDO này. Đấy, những 4.666 lot. 66 phải được mua và mỗi vé chỉ mua được tối đa là 20 đô thôi. Đấy, nên là anh chị yên tâm nhé. Thì tổng cái một người mua là chỉ có 130.000 đô nhưng mà một vé mua được 20 đô thôi. Nên anh chị cố gắng nhé. Cố gắng tham gia đi. Đấy, 4.666 lot này không phải hề là nhỏ đâu. Đấy, em tin chắc rằng nếu mà 100 người ít nhất phải có 80 đến 70 người trúng quay list này rồi. Đấy, quan trọng là anh chị phải chịu khó tuyển rep cho em nữa nhá. Rồi. Và thì nhiệm vụ đây thì em cũng không nói nhiều nữa đúng không? Chắc nhiều anh chị đã biết rồi. Còn anh chị nào không biết vào kênh em tư vấn và em sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Và bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị cách tuyển rep một cách hiệu quả nhá. Thì đây, anh chị quay lại cái kênh Admin Game của em thì đây. Thì em có để có nhóm chat đây này. Nhá, anh chị nhấn vào phần nhóm chat này. Thì trong này em cho phép anh chỉ là tuyển rep nhá. Thì kênh của em hiện tại là có 1.282 người thôi. Nhưng mà anh chị chịu khó tuyển rep cho nhau, chẹo cho nhau nhá. Chẹo cho nhau thì anh chị đi chẹo từng người một thì anh chị hỏi người ta thì người ta đồng ý chẹo thì anh chị chẹo thôi. Đấy, thì anh chị cần bỏ ra một chút thời gian chỉ có thể là tuyển được 5 rep, 10 rep là bình thường. Là cái khả năng trúng kèo của anh chị cực kỳ là cao. Ngoài ra anh chị có thể là tuyển rep ở những cái nhóm khác nữa nhá. Còn nhóm của em thì em cho phép anh chị vào trong này chia sẻ link và tuyển rep một cách hiệu quả này, tuyển rep một cách bình thường. Em cho nhá, em không cấm khóa anh chị làm những cái gì cả nhá. Thì vào đây thì anh chị tuyển được rep thì anh chị tuyển được càng nhiều rep thì anh chị có khả năng trúng kèo và tăng cái lợi nhuận của anh chị hơn thôi, thì em thấy vui rồi đấy. Còn ngoài ra thì anh chị không được chia sẻ những cái liên quan như là group này group kia hoặc là YouTube liên quan tới kênh YouTube thì em sẽ bị xóa nhé, em sẽ xóa lại cái, thậm chí em sẽ ban bản nó ra ngoài đấy. Em chỉ cho phép anh chị chia sẻ những cái kèo group thôi, ok. Rồi và em cũng chúc tất cả anh chị may mắn trong cái sự kiện IDO lần này đấy, nó phát khá là nhiều vé nên là anh chị cố gắng tận dụng giùm em nhé. Rồi và em cũng cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại chị ở video sau. Nếu anh chị thấy video của em hay thì em xin một like video và đăng ký kênh của em cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở video sau.